Chào bạn, hôm nay chúng ta học bài mới 26 cộng 5 nha bạn. Bài này giúp bạn biết thực hiện phép cộng dạng 26 cộng 5. Đồng thời, bạn sẽ được củng cố phép cộng dạng 6 cộng 5 nữa đó. Phần bài cũ sẽ rất nhẹ nhàng, giúp bạn khởi động lại một chút trước khi vào bài mới. Bạn hãy tìm kết quả chính xác, điền vào các phép tính dưới đây nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Nếu bài cũ bạn học tốt, nhớ được nhiều, thì bài mới sẽ không có gì là khó khăn cả. Chúng ta vào bài nhé. Mình có bài toán như sau. Có 26 que tính, thêm 5 que tính, hỏi tất cả có bao nhiêu que tính? Đây là dạng toán rất quen thuộc với chúng mình phải không bạn? Khi thêm vào, chúng mình phải làm tính cộng. Như vậy, mình viết dấu cộng vào giữa 26 và 5 như thế này. 26 cộng 5 bằng bao nhiêu vậy bạn? Các bạn để ý xem hàng trên có hai bó que tính với mấy que tính lẻ. Ta đếm những que lẻ ở hàng trên và hàng dưới bạn nhé. Có mấy que vậy bạn? Có 6 que tính lẻ ở hàng trên và 5 que tính lẻ ở hàng dưới. Nếu chúng ta gộp 6 que tính lẻ hàng trên với 5 que tính lẻ hàng dưới, thì chúng ta có một phép tính là 6 cộng 5 đó. Đây là phép tính rất dễ, vì chúng mình đã học bài trước rồi đó. Bạn viết kết quả cho phép tính đi nào. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 6 cộng 5 bằng 11 que tính. Quá dễ bạn ha. Bạn hãy quan sát tiếp đây. Trong 11 que tính này, mình sẽ lấy 10 que, bó lại một bó để sang bên này. Bây giờ, chúng ta có tất cả mấy bó que tính vậy bạn? Đếm thử nhé. 1, 2, 3. 3 bó que tính là 30 que. Với một que tính lẻ này là bao nhiêu? Đến đây thì bạn biết được kết quả của phép tính rồi chứ? Hãy giúp mình nha! Đúng rồi! Bạn giỏi lắm! Wow! Chúng ta phải qua nhiều bước mới có thể tính được kết quả cho phép tính. Tại sao chúng mình không thực hiện tính dọc vậy? Bạn hãy chọn cách đặt tính hàng dọc đúng đi nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Mình lưu ý các bạn khi đặt tính như sau. Viết 5 bên dưới 26, sao cho 5 thẳng hàng với chữ số 6. Viết dấu cộng và vạch kẻ ngang. Khi đặt tính, sẽ thực hiện từ phải qua trái. Dựa vào việc tìm số que tính lúc này, bạn có thể giúp mình ghi kết quả vào phép tính dọc này không? Lưu ý, các số trong cùng một hàng phải đặt thẳng cột nhau nhé. Hãy viết kết quả đi nào. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Các bạn ơi, hãy quan sát mình thực hiện phép tính, rồi kiểm tra xem bạn có làm như vậy không nha. 6 cộng với 5 bằng 11. Viết 1 nhớ 1. 2 thêm 1 là 3. Viết 3. Vậy 26 cộng 5 bằng 31 đó bạn. Bài học của chúng mình kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chăm chỉ học tập cùng với mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Năn nỉ các bạn đăng ký kênh để cập nhật các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tổ trưởng tổ 1, tháng trước tổ em được bao nhiêu điểm 10? Dạ thưa cô, tháng trước tổ em được 16 điểm 10. Tháng này tổ em được nhiều hơn tháng trước 5 điểm 10. Vậy tháng này tổ em được bao nhiêu điểm 10? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Năn nỉ các bạn đăng ký kênh để cập nhật các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.